Chào buổi sáng tất cả mọi người. Hai mẹ con sói đang ngồi thảnh thơi ăn cookies để đợi đến giờ đi nhóm chơi đây. Sáng nay thì em sói rất là tiến bộ, dậy khá là sớm. Và hôm nay thì mẹ sói dậy muộn. Mình đến lúc em sói sang phòng đánh thức mình thì mình mới dậy. Và chắc là sói dậy từ lúc 6:30 nên là thấy em khoảng 6:50 gì đấy. Em chạy sang phòng gọi mom. Xong rồi em lay mình dậy. Em bảo hôm nay sói dậy sớm chứ. Và sói thì dậy một cái là mình đánh răng rửa mặt luôn, cho ăn sáng luôn. Nên là hôm nay em bắt đầu ngày mới rất là sớm. Bây giờ em được mẹ thưởng cho một cái cookies. Hai mẹ con người ăn cookie đợi giờ đi nhóm chơi con nhá. Yeah. Hôm nay em lại mặc quần hoàn cảnh ạ. Ôi dồi ôi, hoàn cảnh quá. Hoàn cảnh quá nhỉ. Yeah. Hôm nay nhà sói sẽ có người đến để xịt côn trùng toàn nhà. Nên là buổi chiều hai mẹ con sẽ sang bên nhà bà nội ngồi con nhỉ. Sang bên nhà bà nội ngồi đợi người ta xịt trong, khô gắn 1-2 tiếng thì mới quay trở về nhà. Đúng không? Nhà ông bà nội thì vẫn đang làm hàng rào. Oh. Yummy. Cứ ăn là im lặng thế hả con? Mọi người để ý không? Cứ ăn là sói tập trung lắm. Yum. Tối hôm qua em sói nói một câu rất là dài. Thực ra là mình nói cứ hai từ một cho em mới nhắc lại. Em mới nói cực kỳ rõ luôn. Nhưng mà lúc đấy thì là chuẩn bị đi ngủ rồi nên là mình không vlog. Mình thấy em ấy hỏi what's up mommy. Thế là mình hỏi em ấy là ừ rồi con nhắc lại, con nhắc lại mẹ nói gì nhá. Thế là sói nhắc lại, mình bảo là con phải nói là mommy, can I have some water please. Thế là em sói nhắc lại từng từ một, mommy, can I have some water please. Yêu ơi là yêu ấy. Ba sói cũng giật mình luôn. Yay. Hey papa. Em của mẹ lớn thật rồi. Lớn cả rồi chứ sao. You want some water? Happy. Would you like some water? Ting 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 ting. Trời ơi trời ơi. Mân mê. Thôi người ăn cookie đi con ạ. Nào con có muốn uống nước không nào? Water? Please mommy. Úp. Sao lại bỏ cookie xuống sàn nhà chế? Từ từ thôi. Úi. Ừ. Từ từ thôi con. Vẫn còn cookie ở trong miệng phải không? Con nuốt đi đã. Úi ừ, lào lào lào. Ok, there you go. There you go. Mỗi uống nước thôi mà cau mày lại. Cứ như là cái gì để khó khăn lắm ấy. Cái gì để cần suy nghĩ lắm ấy. Take your cookies. Nào. Hôm nay người ta đến người ta xịt côn trùng toàn nhà là mẹ cháu sẽ phải để nhà 2 ngày 3 ngày gì đấy không có lau dọn gì cả. Để cho cái thuốc nó tác dụng ấy. Lại vào phòng chơi à? Ú la la la. Where's Thomas? Mẹ xem nào. Bác Ruthie đang ở bên nhà ông bà nội. Come on Rafi. Nào con ơi. Con dậy mà con không dọn giường của con à? Đến bao giờ em sói mới biết dọn giường nhỉ? Lúc đấy là thôi rồi. Ngoài tầm kiểm soát của mẹ rồi. Come on Bobo. Yeah, there's your Thomas. There's your little Thomas. Okay. Okay, Doki. Wow. Ăn nhanh đi xong hai mẹ con mình đi nào. Sắp đến giờ rồi. Yes. Yes. What's that? What is that? Hôm nay hai mẹ con mình đi mua chanh không nhỉ? Mua chanh để treo vào phòng của bà nội bà ngoại với lại treo lên cái tường kia. Hello, Cookie Monster. Hello.
Em Cookie Monster của con à? Úi dồi, em Cookie Monster có cái gì ở trong miệng đấy? Con cho em ăn bánh hay 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 là cho em ăn cái gì ở trong miệng em đấy? Mẹ nhìn thấy ở góc miệng em ấy. Sói âm lắm. Tối hôm qua cũng thế. Đi ngủ là Mommy, Bunny, Bunny, Bunny. Bunny xong lại có Bunny rồi, ôm Bunny một bên rồi xong lại Teddy, where's Teddy? Đấy, xong lại hỏi hết Teddy xong lại Cookie Monster xong lại Monkey nữa. Ôi giời ơi. Đòi hỏi nhiều lắm ạ. Hello Cookie Monster. Yeah. Ui cho em ăn bánh. Nhăm 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 nhăm. It's yummy. I love it. Nhăm 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 nhăm. Thế thôi, cho em ăn thì con phải đợi để cho em nhai chứ. Cái dí vào miệng em thế làm sao mà em nuốt được. Nhăm 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 nhăm. À, có một số bạn nói với mình là cái quạt kia nguy hiểm, sợ em sói thò tay vào ấy. Cũng chính vì cái lý do đấy nên là đến hôm vừa rồi mình mới cho cái quạt này vào phòng của em sói. Vì bây giờ là sói biết rồi, sói biết là không thò tay vào cái khe đấy nên là mình mới để vào đấy. Chứ trước đây là em ấy bé quá, em ấy chưa nhận thức được là cái cánh quạt nó quay nên là mình không dám ấy. Mình phải thử đấy chứ. Phải thử nói chuyện với em để xem em phản ứng như thế nào thì mình mới dám đặt cái quạt đấy vào. Con nha. À, em lớn rồi, em còn biết là dậy một cái em biết tự tắt quạt đi này, trèo lên giường tự bật quạt lên này. Yes baby, em không nói ra thôi ạ. Chỉ là em biết hết. Như trước đây á mà em nhìn thấy những cái quạt như thế này là em lao đến xong em sờ mó, em cứ cho tay em cứ thò hết vào chỗ này chỗ kia. Thế nhưng mà hôm vừa rồi mình đặt cái quạt này vào phòng này, sau đấy mình ngồi nói chuyện với em, mình chưa bật lên vội, mình ngồi nói chuyện với em, mình chỉ cho em là nút nào để bật lên, nút nào để tắt quạt. Sau đấy thì mình chỉ cho em là trong này là cái cánh này, mình nói chuyện với em ấy. Thì em ấy nhìn thấy như thế, thế sau đấy thì là mình lấy ngón tay mình quay cái cánh quạt một tí rồi là mình để cho em ấy xem là em phản ứng như thế nào. Thì em ấy sờ tay vào cái khung quạt ấy, cái khung bên ngoài ấy. Sau đấy mình bảo, ouch. Thế là em ấy bỏ tay ra, em ấy không sờ vào cái khung quạt nữa nhá. Em ấy chỉ bấm cái nút tắt lên tắt xuống thôi. Sói biết đấy, sói nghe là sói biết. Chỉ có điều là bây giờ em ấy vẫn còn kiểu... Em ấy hơi lười gọi là phản ứng lại nói với mẹ một tí. Nhưng mà lúc nào mọi người biết ấy, mình ngồi theo dõi thì mọi người để ý lúc nào mà em ấy thích nói thì em nói nhiều lắm, nói mà không dừng luôn ấy. Con nhờ. Yes. Are you ready? Should we go? Are you ready? Should we go? Đi sớm một tí mẹ mua mocha fusion để còn ra để uống đi. Ready? Ready. Okay, let's go. Let's go. Say, let's go, mama. Where's monkey? Your monkey in the living room. Your monkey on the TV room. Nào. Này, cho em monster ăn bánh đầy ở trong miệng em ở đây này. Đấy. Let's go, let's go. Monkey here, Rafi, look. Hello. Oh, hello. Yeah. Monkey. Yeah, monkey in there. Monkey on the carpet. See? That's monkey. Morning, monkey. Monkey. Okay, let's go. Monkey, go with you. Monkey. Okay, wear your shoes. Papa. Từ từ đã con. Thôi đây mẹ cháu cho cháu vào xe luôn vậy. Okay. Open. Rafi, open the car. Rafi, open the car. Open the door. Open. You know how to open it? Open. Look. Open. Open, hurry up. Open it. Okay. Hơi nặng cho con nè. There we go. Okay. Jump in. Jump in the car. Kìa là cái tranh hôm qua ở nhóm chơi em sói vẽ. Jump in. Nào, mẹ cho em lên xe nào. Đây, tranh của Picasso sói đấy ạ. You like it? That's your? Yeah, that's your picture. The one you draw yesterday. Blue. Blue. Brown. Brown. Red. Red. And yellow. Rubber. Yeah, and white. White. Okay, hai mẹ con sói đi đây.
Hôm nay kết thúc nhóm chơi một cái thì trời sầm xì xong rồi là có vài hạt mưa. Ai cũng mừng, ai cũng nghĩ là mưa to lên cho mát. Trời xong cuối cùng là có mưa đâu, trời lại nắng chang chang rồi. Bây giờ hai mẹ con sói sẽ ăn trưa này, sau đấy thì sang bên nhà bà nội và đợi cái người ta đến, người ta xịt nhà ấy, thì mình sẽ về nhà để mở cửa cho người ta. Rồi là hai mẹ con sẽ ở bên nhà bà nội cả chiều ngày hôm nay thôi. What's up baby? You wanna have lunch? Would you like to have lunch now? Yeah? Lunch? Okay, lunch. Trưa nay thì hai mẹ con sói sẽ ăn cái mì bolognese hôm qua mình làm. Khi mà mình nấu mì buổi tối thì bao giờ mình cũng để lại một cái hộp như thế này ý, để ngày hôm sau ăn trưa. Thì ngày hôm sau không phải nấu mà em sói lại còn thích ăn cái mì này nữa. Ooh, it's hot. Hot. Ooh, hot. Bunny, hot, Rafi. It's hot. See that? Cười cái gì? Nóng mà con. Hot. Bunny. Ooh, is that hot? Oh no. Oh, blow it. Ooh. Hot. Một cái hũ này thì cả hai mẹ con cùng ăn được. Nào đưa đây cho mẹ, đưa đây cho mẹ. Ooh, nóng. Hot. Blow it. Đúng rồi. Nóng đấy. Dạ, yum. Nhằm. Cho sói ăn đi, sói ăn được bao nhiêu thì ăn, sau đấy thì là mẹ ăn. Nhá. Cho sói ăn trước chứ hai mẹ con không ăn chung cùng một lúc. Để vi khuẩn đâu thì là mẹ sẽ gánh chịu. Vi khuẩn của em sẽ truyền sang mẹ. Here, holding this. Ôi. Nhằm. Nào con để ra đây. Con để đây đi. Mẹ bón cho con ăn cho nhanh. Để sau đấy thì hai mẹ con sang bên nhà bà nội nhá. Ok. Okidoki. That's yummy. Thổi. Yum, mommy. Trưa nay mọi người ăn gì? Mọi người comment chia sẻ với nhà chói đi. Căn nhà. Chị. Nhâm. Wow, hôm nay đi nhóm chơi sói lại được. Sói lại được in tem vào tay rồi con. Superman, look. Superman. Nhâm. Yeah, Superman. Rafi, Superman. Yes, baby. Em Trích cũng đang đói đây, em Trích đang đạp túi bụi bụng mẹ đây. Để mọi người có nhìn thấy không? Em Trích đang bùng ở trong bụng mẹ. Đấy, mẹ giơ mày quay lên thì em lại không đạp nữa. Ú là la đấy. Lúc mẹ không quay thì lại đạp hả Trích? Rafi. Hai mẹ con sói tranh thủ ăn trưa đây. Ba sói đang trên đường ra bến tàu để bắt tàu về nhà. Và khoảng độ một tiếng nữa thì ba sói về đến nhà. Bây giờ là 6 giờ 5 này. Thì mình sẽ đi đón ba sói. Còn Kiana thì vừa đến đây. Hai chị em Kiana với sói đang ngồi chơi với nhau. Tối nay tất cả mọi người sang bên nhà sói rồi là gọi đồ Ấn Độ về để ăn tối ở bên này. Coi như là ăn tối mừng sinh nhật ông nội sói. Sinh nhật qua rồi nhưng mà đến thứ 6 thì tất cả mọi người mới được nghỉ. Thế nên là sang đây ăn một bữa tối nho nhỏ để mừng sinh nhật ông nội. Còn đợt này bà ngoại của sói sang thì sẽ tổ chức sinh nhật cho ông nội vào cái tuần kế sau tuần mà bà ngoại sói sang ấy. Tức là tuần tới. Cuối tuần tới thì sẽ làm tiệc đồ nướng ở bên nhà ông bà nội của sói. Kiana đây. Kiana. Oh, what's that one, Kiana, the pink one? Is that Kalia Piggy? I believe that belongs to Kalia. Yeah, because Rafi took this from Nana and Papa. So I think it's Kiana Kalia thing. Kalia toys. No? Haven't.
You saw it this morning. Where? At the table. At your house? At the table. At Nana and Papa's house? At our table. Okay. Yeah, Rafi just got this afternoon when Rafi came over to Nana and Papa. Em sói thì bây giờ mặc mũi bỉm thôi, để một lát nữa mẹ thay quần vào cho em xuống bơi nhỉ. Hi hi, trưa nay em cũng không ngủ. Wow. What did you make there? Is that the big building? Wow. Look amazing. Wow. What Rafi making? Rafi, what are you making? Rafi trying to do the same what you did, Kiana, look. But his one is a little one. Wow. Oh, you found just one car. There are so many in Rafi's room. There are like plenty. Ooh. Put it in here, Kiana, I'll show you how it works. Yeah. So you leave the car here and then you turn that one. Yeah, turn. Whee! See that? Yeah! Yeah. Is that nice? That's just a parking space. Yeah. Rafi has, let me think, 1, 2, 3, 4, 5. He probably have 6 cars in his room. Oh, they got another bridge over here, do you remember? Yeah, but I don't know where's the part for that. Tractor, go! There you go. Woo! Yippee! Raphael! Raphael! Yeah! Wow! Chị xếp nhà xong thì con lại phá ra. He's trying to do it. Look. Yeah, I made it on like something. Yeah. And Rafi's trying to do it too. Wow. It looks amazing, Baba. Uh-oh. Oh no. Uh-oh, towel fall. Uh-oh. Baba, where's your water wings? Is that your water wings over there? You wanna have that down to the pool and swimming? Yeah? What are you doing? Con ngồi lên đấy làm gì? Wait. Con xuống đây chơi với chị. Rafi, say Kiana. Rafi, can you say Kiana? Say Kiana. Lúc nào thích thì mới nói cơ. Em sói đang gọi Kiana. Kiana! Rafi! Kiana! có lẽ là bây giờ thì mình sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây, vì là một lát nữa mọi người sang đây thì mình cũng muốn dành thời gian ngồi nói chuyện với mọi người là cái nhất. Cái thứ hai là mọi người sẽ mở nhạc nữa, nên là mình không thể nào mà vlog để chia sẻ với các bạn được. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh của nhà sói. Và nhà sói sẽ lại tiếp tục gặp lại mọi người vào vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhé. Bye.